Dù gì đi nữa thì thanh xuân chỉ nên là ký ức, là trải nghiệm, chứ đừng khoác lên người mà sống chuỗi ngày của hiện tại. Thanh xuân của mọi người là gì? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Khác với những video thường nhật của mình, video này mình xin phép mọi người cho mình deep deep một xíu nha. Và mình cũng không lên hình để giữ độ deep cho video ấy mà. Trước khi bắt đầu với thanh xuân thì mọi người đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông phía bên cạnh để nhận thông báo cho những video sắp tới của mình nha. Mình cảm ơn trước. Thanh xuân của bạn là gì? Là trong khoảng thời gian ấy, trong tim bạn luôn có bóng hình của một người mà bạn chẳng dám thổ lộ. Thanh xuân của bạn là gì? Là khoảnh khắc bạn thích một người theo một cách mà về sau bạn chẳng thể thích ai được như vậy nữa. Thanh xuân của bạn là gì? Là thời điểm bạn gặp được một người mà bạn thích người ta cũng thích bạn, nhưng có lẽ vì chưa đủ lớn nên đã làm tổn thương nhau. Thanh xuân của bạn là gì? Là chuỗi ngày bạn hết lòng vì một người không xứng đáng với tình cảm của mình. Thanh xuân của bạn là gì? Là chuỗi ngày nhìn lại, bạn chỉ mỉm cười và thốt lên: "Ồ, thì ra thời đó mình hồn nhiên hết mình như vậy ư?" Và thanh xuân như là ngồi trên một chuyến xe buýt, nghe đi nghe lại những bản nhạc, không hẳn vì bài đó hay, không hẳn vì bài đó đang là trend, mà vì bài hát đó diễn tả đúng tâm trạng những gì mà mình đã trải qua ở thanh xuân. Thanh xuân của mỗi người đều có những sắc thái riêng, chỉ có duy một điểm chung, đó là gặp nhưng chẳng ở lại. Có người từng nói vậy nè: chính vì vào giai đoạn thanh xuân, bạn gặp được một người mà bạn vô cùng thích nhưng lại chẳng thể ở bên, nên nó mới gọi là thanh xuân. Thanh xuân gọi tắt là sự gian dở, là sự nuối tiếc. Thế trong thanh xuân bạn có hối tiếc về điều gì không? Tiếc nuối vì một lời mình chưa dám nói, tiếc nuối vì mình không biết trân trọng, tiếc nuối vì đã làm tổn thương nhau, thậm chí tiếc nuối vì đã gặp nhau. Mình thì không có tiếc nuối gì. Đúng ra thì mình nên dành hai từ cảm ơn đối với thanh xuân của mình. Không phải trong thanh xuân mình không xảy ra những chuyện buồn, phiền, tồi tệ, chỉ là khi nhìn lại, mình cảm ơn vì mình đã sống hết mình, vậy là đủ rồi. Mình của năm 21 tuổi cũng khác so với mình của năm 17 tuổi nữa. Mình của năm 17 tuổi thì khi mà có nhiều sự việc xảy ra, mình sẽ nhạy cảm và tìm cách bộc lộ cảm xúc của mình nhiều hơn. Mình của năm 21 tuổi thì mình lại muốn bình yên, yên ổn. Khi mà có nhiều việc xảy ra, nếu được thì mình hy vọng bản thân có thể mặc kệ những cái chuyện đó, ngồi xuống, an nhiên, pha cho bản thân một ly trà, thậm chí có thể là trà xanh chứ. Dù gì đi nữa thì thanh xuân chỉ nên là ký ức, là trải nghiệm, chứ đừng khoác lên người mà sống chuỗi ngày của hiện tại. Ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống, đó là sống hết mình cho hiện tại mà thôi. Có tiếc nuối thì hãy học từ những tiếc nuối đó mà cải thiện, chứ đừng mãi sống trong tiếc nuối. Rồi sẽ có một ngày bạn gặp được một người, một người mà bạn sẽ hiểu được vì sao mình và những người trước lại không có kết quả. Người đến sau có thể không như hình ảnh trong thanh xuân của bạn, nhưng họ cũng có những điểm rất là riêng biệt của họ. Nếu bạn cảm nhận được là họ xứng đáng thì hãy trân trọng họ bằng cả trái tim, bằng cả những vụn vỡ của thời thanh xuân của bạn. Sau tất cả, ai lại chẳng muốn mình được yêu thương chứ, phải không? Thanh xuân giống như một chuyến xe bus vào những ngày mình dậy trễ vậy. Đã lỡ rồi, không thể chạy marathon mà dí theo. Không tới trạm thì chắc bác tài cũng sẽ không đợi bạn lên đâu. Thay vì chạy theo, hãy đợi chuyến sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết video của mình nha. Nếu mà thấy video hay và có ích cho bạn thì đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh cũng như nhấn vào nút chuông kế bên để nhận thông báo cho những video sắp tới của mình. Mình cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.